hơi khó nhổ nha. Chú trà vẫn còn tráng con rút chưa? Phải không? Nãy nhớ còn gắn. Tráng rút. Ừ, tráng rút trà rồi rồi. Ủa cho hốt, cho phối hốt lên đầu. Nhổ bà nó thêm ngứa, nó cứ nhưng rút cho hốt luôn. Tính ra là 8 năm trên chứ còn được mấy chục rồi. Mấy chục lắm rồi. Chỉ thay đổi vị trí và thay đổi nguồn nhổ thôi. Cứ bà tam luôn vậy, nó thấy cứ bà tam luôn sao? Sao đâu? Thấy người nhổ khác hết à? Bữa thì lì, bữa thì thư, bữa thì ruột, bữa thì nhi, bữa thì cúc, bữa thì em hoàng. Rồi nhổ mấy đây đã nè. Thay đổi vị trí hết. Im. Nhổ cái gì vậy? Nhiều lượm ra đá tăng tháng trưa rồi nấu vô. Đúng rồi. Chưa sớ chiều chiều mà em. Chưa nấu chiều. Còn bị nắm ra bó cho nó tàn đá nấu. Ủa thả bây ủa. Ủa dài gì vậy dài. Nhổ nhổ cái đinh vậy rồi ạ. Chỗ đó giống như nó ngược nén hơi tấu tấu. Nãy giờ mày chắc nó gian hay kiểu chắc đâu à, nó ăn chợ cũng có nữa chứ. Có con gì gái theo đảng được mấy bó hai bó thầu vô đầu thì nó mưa nó chắc ngắt. Đây đúng tập nữa này. Chào mọi tạm. À, ôi giời. Cái cảm nói không? Nó sần 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 lên không? Nó quen. Sao vậy con nó kem kem là sao? Ừ. Quen mà cái cọng nó nhám cọng đó. Ừ. Nào trúng cái cọng nó gai sướng. Ừ, nhổ im mà rầu lắm. Rút lên, nó lôi nó gọc. Nửa trắng, nửa đen. Qua chừng này ở trong Mỹ còn đi chưa? Thì mấy giờ còn? Còn đi lúc 8 giờ. Rẹo nắng nằm gòn. Còn giờ nghỉ Tết còn chưa đi lên nè con. Năm nay còn ở nhà với má mà. Còn ở nhà con đi hả anh? Mới lấy bàn xong.
cuối tuần.